Thưa quý vị, số ca mắc sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn đang tiếp tục gia tăng. Bệnh viện đã ghi nhận một trường hợp tử vong. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm cho đến nay thành phố đã ghi nhận hơn 12.000 ca mắc sốt xuất huyết. Mặc dù là số ca có giảm so với cùng kỳ, nhưng mà tuần qua thì số ca liên tục gia tăng và đã có trường hợp tử vong. Số ca mắc tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện vẫn đang cao nhất trong khu vực phía Nam và ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động các giải pháp phòng ngừa. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ cho dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025. Để làm tốt công tác thanh kiểm tra, Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm cấp thành phố. Tại cấp huyện sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra việc triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn và các cơ sở sản xuất hộ gia đình kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Cấp xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm tra tại các lễ hội, chợ, cơ sở dịch vụ và thức ăn đường phố. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công tác thanh kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như là các kiến thức trong lựa chọn và bảo quản, chế biến, tiêu dùng đến người dân. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Giáng sinh và Tết Dương lịch. Tiểu thương ở các chợ truyền thống đã nhộn nhịp chuẩn bị hàng hóa cho mùa lễ hội cuối năm. Tại chợ Bến Thành, thì các tiểu thương đã nhập đủ các loại hàng hóa để sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch đến với thành phố Hồ Chí Minh. Hàng hóa quần áo, vải vóc, giày dép đủ màu sắc. Thực phẩm bánh kẹo phục vụ nhu cầu tiêu dùng lễ Tết cũng đã được các tiểu thương trong chợ nhập về nhiều hơn. Vừa nhập lô hàng mới, bánh mứt, hạt dưa, trái cây khô đủ loại, chị Hoa tranh thủ lúc vắng khách sang hàng ra thành từng bịch nhỏ để bán lẻ cho khách. Nói chung là cái gì cũng có, bán đầy đủ. Bán ít, bán nhiều gì cũng có, đầy đủ hết. Thì bây giờ bán tới đâu mình mua tới đó chứ đâu có chuẩn bị như ngày xưa. Ngày xưa thì mình chuẩn bị nhiều. Chợ Bến Thành có khoảng hơn 1.000 gian hàng với đa dạng mặt hàng, từ thực phẩm, quần áo, túi sách cho đến đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ. Chợ nhộn nhịp dần theo những tháng cuối năm, nhưng tỷ lệ mua sắm còn chậm do đa phần khách đến tham quan chưa mua sắm nhiều. Cái lượng khách thì qua thì nhiều nhưng mà mua thì ít. Nay chúng tôi cũng không có dám là mua nhiều do là mình bán tới đâu mình nhập tới đó. Sợ bị trừ hàng, với lại là cái mặt hàng ăn uống là càng tươi sốt càng ngon. Giống như là càng mới thì khách nó mới thích. Người dân và du khách nước ngoài chen chân những lối đi trong chợ. Ban quản lý chợ cho biết lượng du khách càng về những ngày cuối năm càng đông, tăng 30% lượt khách so với những tháng trước. An ninh và an toàn phòng cháy chữa cháy đã được tăng cường với 35 thành viên, vừa là bảo vệ tuần tra, vừa là lực lượng phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Ban ngày thì toàn bộ lực lượng bảo vệ ở đây thì số anh em phòng cháy chữa cháy là phải trực chốt ở các cửa, ở các khu vực bên trong chợ. Buổi tối sau 21 giờ lực lượng sau khi ngưng kinh doanh thì là phải đi kiểm tra toàn bộ bên trong chợ, tất cả các cái công tơ điện, các thiết bị điện cũng như là những cái kia đường dây điện, các dãy sạp mà thương nhân nếu về mà quên tắt thì phải kiểm tra xử lý. Sắp tới đây, Ủy ban nhân dân quận 1 sẽ tiến hành cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành với tổng vốn hơn 150 tỷ đồng và chỉnh trang lại chợ Bến Thành, dự kiến hoàn thành trước 30 tháng 4 năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cũng trong những tháng cuối năm thì nhu cầu về nguồn nhân lực, nguồn lao động ngày càng trở nên lớn hơn khi mà các doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng những hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thì khi mà nhu cầu về nguồn lao động mà tăng, nhiều đơn vị cũng đang phải đối mặt với khó khăn để mà tuyển dụng đủ số lao động cần có. Các phiên giao dịch việc làm với nguồn lao động có kinh nghiệm, tay nghề liên tục được tổ chức là những nỗ lực để cung ứng lao động cho thị trường cuối năm. Tuy nhiên thì vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nguồn lao động của các doanh nghiệp. Tổ trưởng sản xuất, nhóm trưởng sản xuất, giám sát cải tạo xây dựng khu đô thị. Rất nhiều vị trí công việc trong danh mục cần tuyển của các đơn vị tham gia hỗ trợ việc làm này. Có tuyển dụng số lượng lớn là khoảng độ là tầm 200 lao động. Còn đối với vị trí các nhân viên kỹ thuật là bên phía công ty tôi tuyển dụng từ 20 vị trí trở lên ạ. Nhu cầu tuyển dụng lớn, tuy nhiên khả năng tuyển dụng đủ lao động theo mong muốn lại không lớn. Với cái vai trò là lãnh đạo của công ty thì anh đảm bảo là
cái công việc nó sẽ ổn định. Do là bây giờ các cái doanh nghiệp mà cũng đang có nhu cầu tuyển dụng rất nhiều cho việc cuối năm, có thể nó sẽ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Ví dụ như là thời gian, việc làm và chế độ thu nhập của người lao động. Người lao động bây giờ đang có rất nhiều các cái lựa chọn. Ngay như tại phiên giao dịch này, phần đa người lao động đến đều có kinh nghiệm, có tay nghề sản xuất. Do đã đi học tập, làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản nhiều năm trở về. Thế nhưng nhu cầu tìm việc làm ổn định của người lao động thì lại còn đang bỏ ngỏ. Làm công việc giặt là, rồi chạy Grab, rồi làm công nhân của công ty, làm nhiều công việc rồi, nhưng mà bây giờ đang đến muốn đến tìm công việc vận hành máy móc phù hợp với mình ấy. Hy vọng là sẽ tuyển được khoảng 5 hoặc 10 bạn. Các cái nguồn mà các bạn đang từ bên lao động Hàn Quốc về, nhưng nếu mà nhận định của mình thì cái tính khả thi nó thấp. Bởi vì các bạn đến đây hầu như các bạn là để dạo chơi, chứ cũng chưa chắc là các bạn là đi tìm việc. Còn theo đại diện của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, dù nhu cầu về lao động chuyên môn, lao động phổ thông, làm bán thời gian hay toàn thời gian đều có xu hướng tăng nhanh từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, việc tuyển dụng thành công hay không cũng còn phụ thuộc vào những quyền lợi mà doanh nghiệp đưa ra cho người lao động. Chúng tôi cũng có những cái tư vấn cho doanh nghiệp và cũng tìm các cái hoạt động, các cái hình thức làm sao mà hỗ trợ tốt nhất để doanh nghiệp có thể tiếp cận được với người lao động. Đấy, qua các nguồn, qua các kênh thì cố gắng được tiếp cận được với nguồn lao động và có những hoạt động phỏng vấn tuyển dụng. Tính trong 10 tháng đầu năm nay, đơn vị này đã giải quyết thành công việc làm cho gần 16.000 lao động. Hiện các phiên giao dịch việc làm cũng như các hình thức kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động cũng đang được đa dạng hóa nhằm đạt mục tiêu người lao động có việc, doanh nghiệp có người làm. Tin quốc tế, thiên nhiên đang phải trả giá cho cuộc xung đột ở phía Bắc Israel. Trên khắp các khu bảo tồn thiên nhiên ở khu vực này, thiệt hại về mặt sinh thái do cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đã bị phơi bày. Một trong những nơi bị tác động rõ ràng nhất là khu bảo tồn thiên nhiên thung lũng Agamon Hula, nơi mà tất cả những gì còn sót lại sau hơn một năm bị bắn tên lửa là cây cối bị cháy và đất phủ đầy tro. Khu bảo tồn này của Israel cách biên giới với Liban khoảng 30 km, là nơi nghỉ ngơi của hàng trăm triệu con chim di cư từ châu Âu và châu Á đến châu Phi rồi quay trở lại vào mùa xuân và mùa thu. Đây là nơi sinh sống của bồ nông, vịt, đại bàng và các loài chim săn mồi khác. Nhưng mà số lượng chim dừng chân tại khu bảo tồn này giờ đã ít hơn so với các mùa trước. Chúng cũng làm tổ ít hơn và giảm giao phối. Giao tranh và hỏa hoạn cũng khiến cho nguồn thức ăn của loài chim bị cạn kiệt. Bộ Kinh tế Bolivia đã công bố mục tiêu bán gói tín chỉ carbon trị giá 5 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch này là một phần trong chiến lược của Bolivia nhằm chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Các cuộc đàm phán hiện đang được tiến hành giữa chính phủ Bolivia với những người mua tiềm năng, bao gồm các tập đoàn lớn cũng như là các chính phủ khác. Theo quan chức Bolivia, tại COP29, có các bên quan tâm đến kế hoạch này, đồng thời cho biết thêm rằng là đợt giao tín chỉ đầu tiên có thể diễn ra vào sớm nhất là vào quý 2 của năm sau. Số tiền tương đương với khoảng 250 triệu tấn carbon bù đắp sẽ được cung cấp dưới dạng chứng khoán thay vì là tín dụng truyền thống, và tất cả số tiền thu được phải được sử dụng để bảo vệ rừng. Thưa quý vị, là những du khách chân đất chân giáo đến với một nơi xa lạ và không may bạn bỏ quên ô, bỏ quên chìa khóa hay thậm chí là lạc mất thú cưng của mình thì đó có lẽ sẽ là một trải nghiệm thật sự rất tồi tệ. Thế nhưng ở Tokyo, Nhật Bản, nơi mà có dân số tới hơn 14 triệu người thì hầu như là mọi trường hợp thất lạc đều được lực lượng cảnh sát quan tâm và xử lý đến nơi, đến chốn. Hàng ngàn du khách đến thăm thành phố Tokyo, Nhật Bản đã được trải nghiệm cảm giác hài lòng khi tìm lại được đồ vật thất lạc của họ. Du khách nước ngoài ở Nhật Bản thường rất ngạc nhiên khi đồ của họ được tìm thấy và trả lại. Nhưng ở đất nước chúng tôi, điều này là đương nhiên. Việc nhặt được của rơi và trả lại cho chủ sở hữu là văn hóa truyền thống của đất nước mặt trời mọc. Ở Nhật Bản, ngay từ nhỏ, trẻ em đã được dạy rằng nếu nhặt được đồ, hãy báo ngay cho cảnh sát. Tại Tokyo, trung tâm tìm đồ thất lạc của cảnh sát hoạt động vô cùng hiệu quả, với khoảng 80 nhân viên làm việc tại quận Iidabashi ở trung tâm thành phố. Giám đốc trung tâm, bà Harumi Soji, cho biết mọi món đồ đều được sắp xếp cẩn thận, gắn thẻ và nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu để có thể trả lại nhanh chóng cho chủ nhân hợp pháp. Thẻ căn cước và giấy phép lái xe là những món đồ thường xuyên bị thất lạc.
Ngoài những vật dụng thông thường, những con vật như chó, mèo và thậm chí là sóc bay, kỳ nhông cũng không ít lần được đưa đến đồn cảnh sát. Chúng tôi không thể xếp chúng ở góc như các đồ vật khác. Các nhân viên chăm sóc chúng rất chu đáo. Họ còn tìm kiếm tư vấn từ sách vở, bài viết trực tuyến và bác sĩ thú y. Sau khi dịch COVID-19 kết thúc, lượng khách du lịch đến Tokyo tăng mạnh, nên lượng đồ thất lạc mà trung tâm cần xử lý cũng gia tăng. Nhiều món đồ là những thiết bị công nghệ nhỏ gọn như tai nghe không dây hay quạt cầm tay. Đồ vật bị mất nhiều nhất vẫn là những chiếc ô. Trong năm qua, đã có đến 300.000 chiếc ô bị bỏ lại tại các ga tàu và các khu vực công cộng. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 3.700 chiếc trong số này được quay về với chủ nhân. Trung tâm đã phải dành riêng một khu vực rộng 200m² chỉ để chứa ô. Theo thống kê, trong năm ngoái, Sở Cảnh sát Tokyo đã tiếp nhận hơn 4 triệu món đồ thất lạc. Khoảng 70% trong số này gồm các vật dụng có giá trị như ví tiền, điện thoại di động và các giấy tờ quan trọng đã được trả lại thành công cho chủ nhân của chúng. Mỗi ngày có hàng chục người dân đến tìm lại những món đồ mà họ bị mất. Các đồ vật bị bỏ quên được đưa về các điểm tiếp nhận đồ ở các nhà ga, đồn cảnh sát nhỏ và các địa điểm công cộng. Trong vòng 2 tuần, nếu không có ai đến nhận, thì món đồ sẽ được chuyển về trung tâm tìm đồ thất lạc của cảnh sát Tokyo. Sau 3 tháng vẫn không có ai đến nhận, thì món đồ sẽ được đem đi bán hoặc hủy đi. Sau nhiều giờ đồng hồ, lực lượng cứu hỏa tại thành phố Louisville, bang Kentucky của Mỹ đã giải cứu thành công một công nhân bị mắc kẹt dưới một đống đổ nát tại một công trường xây dựng gần trung tâm thành phố. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, các công nhân đang làm việc tại một tòa nhà cải tạo cũ đang bị phá dỡ để nhường chỗ cho một cơ sở y tế. Một công nhân đã sải chân rơi xuống đống đổ nát cách mặt đất khoảng 3-3,7 mét. Lực lượng cứu hỏa đã đến trong vòng 3 phút và bắt đầu tiến hành giải cứu. Công nhân vẫn nói chuyện được với những nhân viên cứu hộ nhưng không thể di chuyển. Bất chấp màn đêm, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực suốt nhiều giờ đồng hồ để giải cứu người gặp nạn và thành công đưa công nhân này lên mặt đất. Cảnh sát Tây Ban Nha vừa triệt phá một băng nhóm thiếu niên sát thủ người Thụy Điển và Đan Mạch. Tổ chức bị triệt phá có trụ sở tại thành phố Alicante ở phía đông Tây Ban Nha. Tổ chức này bị cáo buộc là tuyển dụng thiếu niên Thụy Điển và Đan Mạch để thực hiện hành vi giết người và tấn công bằng thuốc nổ. Các vụ bắt giữ xảy ra vào đầu tháng 11 liên quan đến một cặp vợ chồng người Thụy Điển và cậu con trai 15 tuổi của họ. Những người này đã tuyển dụng trẻ vị thành niên bằng ứng dụng nhắn tin Telegram, thuê chúng giết người, buôn bán vũ khí và ma túy và cả rửa tiền. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết là cậu con trai 15 tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng và trả tiền cho các thiếu niên. Hãy gặp gỡ bà Daisy, một bà lão được tạo nên bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để chống lại những kẻ lừa đảo qua điện thoại. Bà Daisy là một vũ khí mới nhất được một công ty viễn thông Đức Anh phát triển để khiến những kẻ lừa đảo bị hút vào những cuộc trò chuyện bất tận nhằm giảm bớt cơ hội lừa đảo của những người thật. Phóng viên của hãng tin AP Mỹ đang trò chuyện với bà Daisy, một chatbot AI. Bà có thẻ ngân hàng trong tay không? Bà có thể cho tôi biết số tài khoản của bà không? Ôi trời ơi, tôi phải nói rằng tôi hơi ngần ngại khi chia sẻ thông tin chi tiết về ngân hàng của mình như vậy. Không sao đâu, tôi là người tốt mà. Ồ, tôi rất cảm kích. Anh nói nghe dễ thương quá, nhưng anh biết đấy, tôi luôn được dạy phải cẩn thận đối với thông tin của mình. Bà Daisy là một bot chạy bằng AI do công ty viễn thông Anh Virgin Media O2 phát triển, được thiết kế để giữ những kẻ lừa đảo nói chuyện trong nhiều giờ. Với giọng nói ấm áp và những câu chuyện quanh co, bà Daisy đang đảo ngược tình thế, khiến những kẻ lừa đảo phải mất nhiều thời gian với mình. Tôi là công cụ AI do công ty O2 tạo ra để gây lãng phí thời gian của những kẻ lừa đảo qua điện thoại. Tổ chức từ thiện dành cho người cao tuổi ở Anh Charity HUK ước tính 1/5 số người trên 50 tuổi ở Anh sợ trả lời điện thoại vì lo bị lừa đảo. Lý do chúng tôi sử dụng AI vì nó không ngủ, không ăn. Bạn có thể sử dụng nó 24 giờ một ngày. Đây là phương thức tuyệt vời để chứng minh một chiến thuật mà những kẻ lừa đảo sử dụng để giữ chân chúng. Và điều tuyệt vời về AI là khi những kẻ lừa đảo nói chuyện với AI, chúng không nói chuyện với những người thật để lừa lấy tiền của họ. Chúng tôi nghĩ rằng bà già này vẫn còn nhiều vai. Ý tôi là chúng tôi đã viết tất cả các kịch bản khác nhau để bà ấy ba hoa về những thứ như các loại chim khác nhau đậu trong vườn nhà bà ấy. Và sau đó, ngoài bà Daisy, chúng tôi có những nhân vật khác từ những nền tảng khác. Tất cả đều đứng chờ sẵn trong cánh gà để tham gia làm công việc tốt này.
Công ty Virgin Media O2 lạc quan rằng chiến lược sử dụng AI theo cách này của họ đang có hiệu quả. Họ đã đăng số điện thoại của bà Daisy trên các diễn đàn trực tuyến, được biết đến là nơi có những kẻ lừa đảo. Kể từ đó, họ cho biết đã thực hiện hơn 1.000 cuộc gọi và khiến một số kẻ lừa đảo phải nghe điện thoại trong hơn 40 phút mà không thể dứt ra được.